nóng quá. Được. Mà thành công. Đúng có chân. Thôi đừng qua em nữa. Xin chào các bạn, mình đang làm kẹo hồ lô dâu tây nè các bạn ơi. Không biết có thành công không nha. Bên này nè, đây là dâu tây của mình đã cắm sẵn que xiên như thế này rồi. Có làm được một cây hồi nãy rồi nè các bạn. Đó, làm được một cây nè ha. Giòn lắm á. Làm thử. Làm thử xem được cái mình bắt đầu mình làm. Đó, bây giờ chuẩn bị thắng đường nè các bạn. Ha. Đã thành công rồi đó. Thử một chút xíu thôi, mình thấy mình làm như vậy thành công thì mình làm số lượng nhiều lên nha. Đó, mình thắng đường lên nè. Mình lấy cái chén nước như thế này nè các bạn. Mình nhỏ vô trong này. Đó. Nhỏ vô ha. Xong mình chạm vô trong này, mình thấy cái đường này nó còn mềm á thì chưa được. Khi nào cái đường này nó giòn, nó cứng giống như kẹo đường á là mình tắt bếp đi. Là vừa rồi, lúc chắc là sắp được rồi ha. Chén nước sẵn này các bạn. Đó, xem thử cứng chưa. Các bạn thấy không? Vui ha. Đó, các bạn yêu cầu thì mình mới nhớ đó. Không thôi, đâu có nhớ đâu. Wow, chắc thành rồi các bạn ha. Lấy tí nước lạnh đó. Nhỏ vô thử. Không phải nghĩ dễ đâu các bạn. Chưa có cứng lắm. Wow, wow. Cứng chưa? Bạn nhỏ xuống thôi. Bạn lớn cái đường của mình nó bị vàng á. Hôm nay định làm kẹo hồ lô ra vườn rau ăn mà đi ra vườn chút xíu mà nó lạnh quá các bạn, mưa nữa. Thành công hả, giòn giòn á các bạn, thêm tí nữa ok ha. Mình làm đường cát không với nước lạnh mình quậy quậy lên á, làm sao nặng chanh hay là không nặng chanh nó cũng không có chịu giòn kẹo các bạn. Mình mua cái chai syrup này nè. Đó. Cái chai này làm kẹo hồ lô hết sảy ha. Quậy chỉ cần đặt lại nhỏ vô trong một cái tô nước, mình thấy nó thành kẹo là xong rồi đó. Nhai nó giòn giòn là coi như kẹo của mình thành công. Này các bạn. Nhỏ vô đây ha. Thêm miếng nè. Đó. Bạn xem nè. Đó. Tưới được cây nào thì dắt lên trên chỗ này. Có cái chỗ để rồi nè. Vui ha. Lần đầu tiên mình làm kẹo hồ lô thành công. Wow, thành công quá đi chứ. Đó, coi chừng phẳng nha. Đó, tưới lên. Hấp dẫn quá dâu ơi. Vừa đủ thôi nha. Nó dày quá là tưới đường lên. Làm kẹo hồ lô. Ngon chưa các bạn? Thử lần nữa ha. Cái cây này nó mềm luôn các bạn. Rồi, rất là ngon rồi đó. Ha. Coi cái trái bự này đủ chưa. Chừng rưới nhiều quá chút xíu nữa mình cắn không nổi. Hôm nay định ra vườn trồng măng tây cho các bạn xem nhưng mà mưa quá
vừa ra đội cái nón ra cái mưa mà lạnh ngắt luôn, tầm tã luôn, phải chạy vô lại. Ngon chưa các bạn ơi. Nó dính hả? Xích ra. Rồi. Thêm tí đường. Ok ha. Rồi, nó sắp nguội rồi các bạn. Được chưa? Đã chưa? Wow. Tí nữa. Đó, được mấy cây rồi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho hết những cái này nha. Để video nó dài quá các bạn la mình bây giờ. Các bạn nói dài quá, dài quá. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn món kẹo hồ lô dâu tây nha các bạn. Nhìn ngon chưa? Đó. Thấy thương không? Lần đầu tiên mình làm thành công món kẹo hồ lô, nó giòn giòn, ăn nó rụng rụng rồi các bạn, thành công rồi. Xin mời các bạn. Làm chưa có được đẹp lắm nhưng mà có kẹo ăn là được rồi ha. Wow, ngon quá. Rồi, bây giờ mình sẽ ăn thử coi nó giòn như thế nào, nó ngon như thế nào, dâu tây nó ngọt như thế nào nha. Ngon các bạn. Dâu tây nó chua chua, nó nóng bởi đường á, nó không có còn tươi nữa nhưng mà nó giống như nó thấm đường cho nó thành mứt á các bạn. Ngon. Lần đầu tiên ăn kẹo hồ lô ngộ thiệt. Wow. Rất là ngon nghe các bạn. Kẹo này nó mình bỏ đường hơi dày, ăn nó giòn quá giòn luôn. Thử cây này ha, cây này có mỏng hơn không? Cây này mỏng hơn chút xíu á. Mình sợ không đủ đường cái mình cứ quết lên cho nó dày lên. Bây giờ cắn ra nó dày đường, ăn nó giòn thiệt đó nhưng mà ăn nhiều đường quá nó ngọt quá. Giòn rụm luôn. Đó. Giờ ăn trái dâu như mứt á các bạn. Để sẵn ly nước. Ngày hôm qua hôm kia mình có trồng dâu vô trong cái chậu nhỏ để mình đem vô nhà mình trồng đó các bạn. Không biết có thành công không nha. Nếu thành công trong nhà cái mình hái dâu tây ở trong nhà cái mình nhúng đường mình ăn, đứng ngay chậu dâu tây ăn luôn chắc thú vị lắm ha các bạn. Đó, các bạn rất là yêu thích dâu tây. Mỗi lần mình hái dâu tây hay là trồng dâu tây là các bạn xem rất là nhiều. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Hôm nay rất là nhiều bạn yêu cầu mình làm kẹo hồ lô nè. Bây giờ mình mới làm ăn nè. Đó, ăn. Nói nhiều quá. Ăn tiếp thôi. Ngon lắm các bạn. Lần đầu tiên mình làm cái vỏ này nó giòn. Mấy bữa mình làm đường cát không cũng không có giòn được. Giờ mình mua cái chai siro. Nãy mình làm cái kẹo này nè, mình có quay lại cho các bạn xem đó. Chút nữa mình bỏ chung vô video cho các bạn xem luôn nha. Vui ha, dâu tây làm đủ thứ món hết. Dâu tây nhúng sô-cô-la, dâu tây chấm muối ớt, rồi dâu tây lắc muối ớt, rồi dâu tây làm kẹo hồ lô, thiệt là ngon.
Ngon quá các bạn. Cảm ơn các bạn. Yêu cầu mình lâu quá rồi, mấy bữa mình lấy thử mấy trái dâu tây, xong mình làm thử, ngon quá giòn, nó dẻo. Cái mình ăn nó dính răng, nó kéo ra, nó dán hai cái răng dán lên dán xuống. Thôi mình không dám quay phim, bây giờ làm thành công rồi đó, ngon ha. Mình quay cho các bạn xem, mình ăn nó giòn rụm luôn. Wow, cái này nè nó bị dính lại. Vẽ ra được không? Thôi lấy răng cắn đi, cắn cẩn thận không thôi cái đường này nó giòn á, có thể chảy máu lưỡi không? Không biết nữa, chắc không có thể đâu, vô trong tới miệng mình là có nước miếng rồi. Nó cũng làm mềm đi. Quá ngon các bạn. Sang năm mình có đủ trái cây hết, mình sẽ làm trái cây của vườn mình nhúng dâu tây. Ước mơ nha các bạn, ước mơ nấu một nồi đường hay nấu một nồi sô-cô-la đứng bên cái vườn của mình á, xong rồi mình nhúng ở đó, mình đứng mình ăn phong cảnh ở vườn, dâu rái đu đưa, rồi mình đứng mình ăn thức ăn chắc vui lắm các bạn ha. Đó, nghĩ thầm ước mơ mà cười thầm thôi các bạn. Lâu lâu mình nghĩ tới mình phải làm cái video kiểu này kiểu kia, cái mình cười cười, mình thích thích cái để lạc mất cái quên luôn. Wow, lấy ra ăn thử nha. Nó bọc đường dễ thương chưa. Dâu tây hay ha, ăn cái gì cũng ngon. Sô-cô-la thì ngon kiểu sô-cô-la thơm đậm đà, còn dâu tây thì với đường thì nó giòn, ăn nó giống kẹo, kẹo dâu tây. Wow, ngon quá. Lại quên đem giấy nữa rồi. Có cái cây này bự nè các bạn, cái trái bự, bây giờ mọc đường ở trong cái trái dâu tây này, nó nhỏ nhỏ ra ngoài các bạn. Các bạn, cái trái này nó bự quá chừng, cắn thử cái trái này xem nó ngon như thế nào ha. Nó, trái này mình bỏ đường cũng chưa có đều, nhưng mà ăn vậy là được rồi, nó giòn, ngon. Ngon các bạn, cái này chắc mình nghĩ làm dâu tây mà còn sống còn xanh đó các bạn, nó chua chắc ăn chắc đã lắm ha, tuyệt vời luôn á. Ngon tuyệt vời luôn các bạn. Ăn trái nhỏ nhỏ ha. Cây nào cũng muốn thử hết. Cái trái này nó còn xanh xanh nè. Ăn thử nha. Ngon quá chừng. Trái hường làm ngon hơn các bạn. Cái độ chua nó nhiều, ăn với cái đường này nó hợp.
quá chừng là ngon, nó hợp quá. Trái chín làm không ngon bằng trái hườm đâu nha. Bữa nào hái dâu xanh mình làm kẹo hồ lô ăn thử xem sao ha. Thử đi ha, thử cái nào ngon thì mình tiếp tục ăn. Các bạn nhớ làm ăn cho vui nha. Các bạn nào ở Mỹ thì mua cái chai siro giống như mình quay trong phim á. Cái chai đó làm bảo đảm là cái dầu này nó giòn, cứng ngắc luôn. Nhai một cái là giòn rụm. Còn trái cuối cùng nè, ăn hết luôn. Chắc mình ăn hai cái sau này thôi ha. Có đường á, mình ăn nó mau no lắm. Nó ngọt. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình, các bạn cảm thấy yêu thích, thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác. Mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.